Alo, xin chào. Phần gì đã quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay để tiếp tục nói về microservice. Thì chắc các bạn cũng đã nghe và biết cũng tương đối kha khá về microservice rồi. Thì ở cái video ngày hôm nay, phần gì đẹp xin tiếp tục cung cấp cho bạn một cái góc nhìn mới, góc nhìn không phải khác hơn về cái microservice. Thì liệu cái microservice nó có ngon như lời đồn không? Nghĩa là những lời đồn đại trong giang hồ nói về nó thì nó thật sự là tốt như vậy không? Nó có phải thật sự là tương lai của nhân loại không? Và nó có phù hợp cho cái kiến trúc microservice này, nó thật sự nó có phù hợp cho tất cả mọi cái ứng dụng, tất cả những cái application, software của mình hay không? Thì cùng với DaVinci Dev, mình sẽ đi tìm hiểu về cái vấn đề này ha. Đầu tiên thì nói trước luôn là ở trong cái video này mình sẽ chơi thằng microservice hơi bị nhiều. Vậy thì theo đúng cái phong cách gọi là gì ta? Đắc nhân tâm ha. Thì trước khi chơi cái gì đó là mình bắt đầu mình khen trước đó, vậy mới gọi là đắc nhân tâm. Cái cuốn sách mà gọi là sống sống mà gọi là hai mặt, gọi là dối lòng nhất mà tôi từng đọc á. Thì trước khi khen ai, quên, trước khi chơi ai là mình phải khen họ trước đó các bạn. Sống mấy bạn cũng phải lưu ý á. Cái tự một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên cái ông sếp kêu mình vô ngồi khen quá trời, khen nức nở luôn. Anh thấy em mà làm việc cũng siêng năng chăm chỉ, làm cũng thế này thế nọ, cái lọ cái chai, con nai con vịt rồi các kiểu. Khen đã xong cái chốt lại câu nhưng mà. Đó, thì các bạn nên nghe bắt đầu từ chữ nhưng mà thôi nha. Còn tất cả các phần khen ở phía trước á, các bạn dẹp đi, người ta đang đắc nhân tâm thôi ha. Đó là mình phải lưu ý. Nhưng mà kỳ này công ty đang khó khăn nên em sẽ không được tăng lương ha. Hoặc là nhưng mà chỉ vì một lỗi nhỏ của em ảnh hưởng lớn tới cả dự án nên cuối năm nay em sẽ không được thưởng, em sẽ không được tăng lương, em sẽ không được tăng chức. Nó tất cả những cái gì mà gọi là quan trọng nhất nó nằm ở phía sau của chữ nhưng mà hết á. Nên là này là mình lưu ý cho các bạn thôi nha. Mốt thấy ai khen mình là phải chờ họ nói câu nhưng mà rồi mình mới nghe tiếp. Thì hôm nay mình cũng vậy. Mình trước khi mình chê cái thằng microservice này thì mình phải khen nó trước. Thì đầu tiên nói về microservice thì nó chính là cái cách để mà mình chia một cái ứng dụng lớn, ứng dụng phần mềm lớn thành những cái module nhỏ hơn và nó có một cái mối liên kết, nói chung là không quá chặt chẽ với nhau và giao tiếp với nhau bằng những cái API. API là Application Programming Interface. Thì đó là một cách để mà định nghĩa cái microservice nó là gì, microservice, kiến trúc microservice. Thì nếu mà các bạn đã theo dõi DaVinci Dev thì cũng đã có một vài video để nói về microservice này rồi. Này, tạm thời mình cứ nói ngắn gọn vậy đi ha. Thì cái điểm mạnh của nó là gì ha? Thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ khen nó trước. Điểm mạnh của nó là cái động lực ở phía sau để mà của hầu hết tất cả các kiến trúc, các giải pháp thì nó đều nằm ở khả năng scale. Thì cái anh microservice này một khi nói tới cái vụ mà khen ảnh là phải khen cái về cái khả năng scale của ảnh, khả năng scale lớn của ảnh ha. Thì như trong hình này các bạn có thể thấy là ở trong hình này là một ví dụ về một cái microservice. Trong trường hợp này ví dụ như cái product service này tôi muốn scale nó lên thì tôi chỉ cần scale nhiều cái product service lên thôi.
thay vì là một cái monolithic, thì nếu mà muốn scale lên thì tôi phải đi scale toàn bộ cái cục này, đi scale toàn bộ cái cục này, trong đó là trong cái kiến trúc là monolithic, thì tất cả nó trong một mà. Đó, thí dụ tôi muốn scale nó thì tôi phải scale thêm một cái cục y chang vậy ha. Đó, tôi bỏ đâu đó đây đi, ví dụ vậy đi. Đó, thì tôi muốn scale ra. Còn ở trong microservice này, ví dụ như rõ ràng là cái nhu cầu của tôi chỉ cần là do ông product này ông có cái nhu cầu quá nhiều, cho nên tôi muốn scale ông thêm ra hai thằng ba thằng gì nữa đó, thì tôi chỉ cần scale đúng cái đó thôi. Thì nó rất là gọi là dễ dàng scale những cái service mà nó có nhu cầu cao nhất, thay vì mình scale toàn bộ cái hệ thống. Do đó mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều về cái chi phí ha. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Một cái nữa là về cái code base và cái scope của những cái code đó. Cái code base có nghĩa là cái code của trong trong cái những cái project của các bạn. Thì thay vì cái trong kiến trúc monolithic này thì tất cả những cái logic, rồi tất cả những logic này nó nằm đều chung một cái code base, thì cái code base của bạn nó sẽ rất là lớn, và để maintain một cái cục code base đó là gần như là khó khăn. Thì cái scope của nó là gần như là toàn bộ hệ thống rồi. Thì thay vì như vậy, người ta chia ra thành microservice, thì từng cái service nhỏ nó chỉ quản lý đúng cái scope của nó thôi, đúng cái phạm vi của nó thôi, và những cái code nó tương ứng với cái service của nó thôi, thì cái code base nó sẽ nhỏ hơn, thì đi kèm đó là cái việc phát triển của nó sẽ nhanh hơn, do là mình có khả năng mình sẽ chia ra nhiều cái team nhỏ để mà làm, và mỗi team sẽ đảm nhiệm một cái service chẳng hạn vậy. Thì một đội sẽ làm account service, một đội sẽ làm order, một đội làm product, một đội làm inventory, một đội làm gì đó kiểu gì đó. Thì có thể chia nhỏ ra nhiều team, và mỗi team có thể là họ họ làm bằng một cái ngôn ngữ lập trình mà họ gọi là quen thuộc nhất, có thế mạnh nhất, và những cái framework mà họ có thế mạnh nhất của họ luôn, miễn sao họ làm thành một cái service đúng giống như một cái thiết kế đưa ra là được ha. Thì nó đáp ứng được cái việc là mình phát triển cùng lúc rất là nhiều service với nhau, thay vì mình phải phát triển xong một cục mình mới chạy được, thì bây giờ mình cứ xong cái service nào mình chạy service đó và phát triển cùng lúc ha. Và nó phù hợp cho cái việc cloud rồi CI/CD rồi cái kiểu đó, là auto rồi continuous deployment cái kiểu đó. Và một cái điểm mạnh của nó nữa đó chính là cái khả năng mà gọi là dễ dàng mình apply những cái technology stack mới, nghĩa là những cái công nghệ mới đi, cái tạm hiểu là những cái công nghệ mới, những cái framework mới vào trong một cái service cụ thể nào đó của mình khi cần, nếu mà nhu cầu nó cần. Trong trường hợp này, ví dụ như cái card service này, cái card service này, lúc trước là mình xài một cái DB bình thường, giờ mình muốn là nó sẽ chuyển qua sử dụng một cái loại DB mới hơn, ví dụ như ngày xưa là xài MySQL, MySQL gì đó kiểu vậy á, thì bây giờ muốn đổi qua xài một cái technology stack mới, xài TiDB chẳng hạn vậy. Đó, thì hoàn toàn mình có thể apply cho riêng cái thằng K-Service này sử dụng TiDB, những service khác vẫn giữ nguyên như vậy, nó không ảnh hưởng gì tới những service khác hết, và hoàn toàn là mình có thể làm được rất là dễ dàng ha. Đó cũng là một cái thế mạnh của nó. Rồi thêm một điểm nữa là nó sẽ có khả năng được cô lập được cái lỗi khi mà nó xảy ra. Ví dụ như khi mà hệ thống microservice nó đang chạy, cái anh cạc service này anh chết, anh xảy ra một cái lỗi gì đó, anh chết, thì hệ thống sẽ cô lập cái anh cạc service này ra. Thì những cái service khác này
nó vẫn hoạt động được. Trừ những anh nào mà có gọi là có gọi tới anh cạc service thì nó sẽ bị một số trục trặc và cần có những cái code để xử lý. Thì hầu như là toàn bộ nó đều vẫn có khả năng mà sống sót, nó không bị chết. Thay vì trong cái trường hợp monolithic, nó chỉ cần một cái anh cạc service này mà anh chết thì là toàn bộ hệ thống nó cũng đi die theo. Nó thì có khả năng chống chịu và cái khả năng mà cô lập được cái lỗi nó rất là tốt. Đó. Thì đó là một vài cái điểm mạnh của thằng Microsoft, mà lên các bạn lưu ý là điểm mạnh nhất của nó vẫn là khả năng scale và khả năng gọi là chia nhỏ cái scope, cái code base để mà dễ dàng mình phát triển đồng thời ha. Nhưng mà luôn luôn sẽ có những cái hạn chế trong bất kỳ một cái architect nào, trong một cái kiến trúc nào. Thì hạn chế của nó, của cái thằng Microsoft này thì về cơ bản là mình sẽ phải gặp những cái vấn đề của một cái hệ thống phân tán, một cái hệ thống gọi là distributed system. Thì những cái vấn đề đó là mình sẽ phải tốn nhiều công sức hơn cho cái việc operation, deploy và monitor. Tại vì ngày xưa mình chỉ có một cái service thôi, thì mình chỉ cần monitor một cái thôi. Mình deploy thì mình deploy cả cục đó. Scale thì cũng cầm cái cục đó đi rồi nhân lên n cái. Còn bây giờ thì cái việc deploy nè, rồi operation, rồi monitor nó phức tạp hơn, tại vì mình có nhiều service. Thì mỗi anh cần cái cách thì gọi là cái việc deploy của mỗi anh khác khác nhau nè, testing cho các anh cũng khác nhau và monitor cho các anh để health check rồi này kia kiểu đó, thì cũng khá là tốn nhiều công ha. Mà bắt buộc là mình phải có những cái tool toy tự động rồi này kia kiểu cloud này tiếp rồi đó, cái kiểu vậy đó. Rồi một vấn đề nữa mà nếu mà các bạn làm việc trong cái hệ thống microservice rồi, các bạn sẽ thấy là cái việc mà debug, một cái vấn đề xảy ra khi mà có vấn đề xảy ra bạn debug, còn nó vấn đề nằm ở đâu á, nó rất là phức tạp luôn. Tại vì sao, mình khi mà mình làm việc á, mình đa phần mình sẽ trace cái vấn đề đó dựa theo cái bug, cái bug nó cái dựa theo những cái log mà mình in ra. Thì ở trong cái monolithic, chỉ có một cái service thôi, thì toàn bộ cái log nó sẽ theo thứ tự và nó nằm một chỗ, thì mình sẽ tray theo cái thứ tự đó, mình đi tìm cái nguồn gốc của cái lỗi nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà vào tới cái anh Microsoft rồi, mỗi anh service ảnh sẽ có một cái đống log riêng của ảnh. Đó, ví dụ như các bạn đi từ cái account service, như có log của account service, các bạn phải trace từ account service, các bạn xem qua cái order service. Đó, order service các bạn phải chạy ra product service, nghĩa là nó càng đi vào nhiều service thì mình phải càng phải tìm log trong từng cái cục đó, mà chỉ có log 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 rất nhiều log mà mình ngồi trace là cực kỳ phức tạp và khó khăn. Một trong những cái vấn đề mà gọi là phức tạp và lớn nhất của cái anh Microsoft đó chính là cái việc mà giao tiếp giữa các service, cái communication của giữa các service với nhau nó không được đảm bảo. Nó không được đảm bảo là như thế nào? Nó có nghĩa là mỗi anh service ảnh chạy trên một cái process độc lập và bắt buộc phải giao tiếp với nhau thông qua một cái giao thức nào đó bằng network. Ví dụ như là REST API hoặc là giao tiếp bằng message hay là bằng gRPC hay gì đó kiểu vậy. Thì đều thông qua network hết. Thì sẽ có vấn đề xảy ra và nó sẽ rất thường xuyên xảy ra so với trên hệ thống monolithic, đó là cái việc là service nó khi mà bạn gọi tới cái service thì cái service đó nó không có available,
nghĩa là nó bị cái vấn đề trục trặc gì đó, nó không có available để cho mình gọi, hoặc là cái network nó không ổn định, nó làm mất cái request của mình, nó bị mất trên đường truyền, hoặc là cái reborn nó bị mất chẳng hạn vậy. Thì mình bắt buộc phải đi implement cái việc xử lý cho từng cái trường hợp đó. Ví dụ như là tôi gọi qua cái chỗ service của ông kia, tôi bị timeout, hoặc là tôi bị cái request đó, tôi bị mất cái reborn, tôi không nhận được reborn trả về, hoặc là như thế nào đó, thì tôi phải xử lý như thế nào đó, hoặc là tôi phải xử lý thêm cái case gọi là retry gì đó kiểu như đó. Thì nó làm cho cái hệ thống mình nó trở nên rất là phức tạp. Thì từ cái việc giao tiếp bằng network đó, nó kéo theo cái hệ quả nữa, nó là cái performance của cái hệ thống mình đó, nó bị phụ thuộc rất nhiều vào cái network bộ phận mình. Tại vì khi mà mình gọi từ service A qua service B đó, thì nó sẽ có gọi là network latency, rồi bạc message xử lý message, rồi deserialize data kiểu vậy. Thì từ service A qua service B đó, phải tốn bao nhiêu thời gian, nghĩa là thí dụ trên cái đường truyền này nó tốn hết khoảng là 10 millisecond, rồi sau đó data tới được anh service B này, anh tốn thêm khoảng 20 millisecond nữa để đánh bạc cái data từ service A gửi qua. Nghĩa là mình đã tốn hết 30 millisecond cho cái việc gọi từ đây qua đây, và ở đây anh xử lý, anh bạc được cái data rồi, anh xử lý xong anh reborn về đây lại tốn thêm khoảng 20 millisecond nữa, nghĩa là rất là tốn thời gian. Mà nếu như mà cái service mình nó càng gọi vào sâu, có nghĩa là mình subsequent nhiều nhiều cái request vào á, ví dụ service A gọi anh B tiếp tục gọi cho anh C anh gọi cho anh D, và sau đó anh D lại anh B trả về cho anh C trả về cho anh B, anh B trả về cho anh A, What the hell? thì các bạn thấy nó nghĩa là cái thời gian, cái network, cái latency á, nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều tới cái hệ thống của mình luôn, hệ thống microservice của mình luôn ha. Thì tất nhiên là sẽ có một cái vài cái giải pháp để mà người ta hạn chế cái việc đó, nhưng mà nó vẫn là một cái hạn chế mà mình cần phải rồi là consider. Rồi tiếp theo một cái vụ án nữa mà mình hạn chế nữa mà mình cần phải xem xét khi mà mình lựa chọn cái kiến trúc microservice cho cái ứng dụng của mình, đó là cái tính an toàn của một cái transaction. Cái transaction thì các bạn cũng cũng biết rồi ha. Thì thường thường transaction nó chỉ có hai trạng thái thôi, mà hoặc là thành công hay là thất bại. Thất bại thì rollback. Thì trong cái hệ thống monolithic thì nó đơn giản rồi, nó thất bại thì nó rollback ngay khúc đó, nó rollback về cái state trước trước khi ngay ngay lúc mà bắt đầu cái transaction đó là xong, cực kỳ đơn giản. Nhưng mà ở một cái hệ thống gọi là distributed transaction đó, thì nó lại cực kỳ phức tạp. Tại sao phức tạp? Tại vì khi rất là khó mà bạn có thể đảm bảo được cái tính đúng đắn và an toàn của một transaction trong một cái service. Khi mà sẽ có một cái service khác được gọi sau khi bạn xử lý một cái vài cái action nào đó, xử lý vài cái step nào đó, thì bây giờ các bạn mình sẽ sử dụng một cái hình minh họa cho các bạn dễ hiểu cái chỗ này ha. Thì đầu tiên là mình có một cái service A. Cái service A này ổng bắt đầu cái transaction, rồi ảnh xử lý một vài thứ gì đó với cục data này. Sau khi ảnh xử lý xong, ảnh notify cái data này qua cho một cái service B. Rồi sau khi ảnh notify cho cái service B xong, ảnh lại làm thêm một vài thứ gì đó khác nữa. Ví dụ như trong trường hợp này tôi mình ví dụ là sau khi bắt đầu transaction rồi xử lý cái gì đó, rồi bắt đầu notify cho anh B biết, rồi
Rồi làm thêm một vài cái step gì đó, xin tiếp tục xử lý gì đó, tìm cái nạn chẳng hạn. Thì vô tình trong những cái step này, nó một cái step nó làm nó bị lỗi error, thì transaction nó rollback, nó tính từ bắt đầu này, nghĩa là cái data này đã bắt đầu là không không hợp lệ, nó đã được rollback ở trong cái server ta rồi. Nhưng vô tình anh B anh đã nhận được cái data từ cái khúc này rồi, và anh B ảnh đã handle được, anh đã xử lý cái data từ cái service A gửi qua, ảnh bắt đầu cái transaction mới ở bên ảnh, và transaction đó thành công và ảnh commit transaction, nghĩa là trong trường hợp này ví dụ như là nó đã persist xuống, đã được lưu xuống DB luôn chẳng hạn như vậy. Thì lúc này bạn thấy cái vấn đề xảy ra rồi đúng không? Bên service A cái transaction nó rollback, nhưng bên service B transaction nó lại được ghi nhận. Đấy. Và giả sử như trường hợp anh B anh đã có commit transaction, anh có commit transaction xong, anh tiếp tục anh gọi qua cho anh service C, rồi anh service C anh tiếp tục anh gọi qua cho service D nữa, thì cái việc rollback lúc này xảy ra ở đây, nó ở, xảy ra trong service B á, nó không đơn giản nữa. Bây giờ anh service A anh phải làm như thế nào để anh service B anh biết là tôi vừa mới rollback, anh xử lý, anh đừng có commit transaction này đi, rồi anh B anh phải báo cho anh C phải báo cho anh D kiểu vậy. Thì cái việc mà đảm bảo được cái transaction nó luôn luôn đúng, nó cực kỳ phức tạp, và chưa kể là cái việc mà bạn gọi giao tiếp với nhau qua cái network đó, thì nó xảy ra trạng thái trực cái trường hợp về transaction nó không phải là luôn là thành công thất bại nữa, mà nó sẽ có một cái trạng thái gọi là pending, nó đang chờ. Tại vì thành công hay thất bại gì đó thì nhiều khi nó phải chờ anh B anh quyết định. Tôi ví dụ trong trường hợp này anh B ảnh báo qua cho anh A, anh báo qua cho anh B xử lý gì đó, và nếu như trong trường hợp mà anh B anh xử lý xong á thì ảnh sẽ báo về đây lại chẳng hạn vậy. Và đấy, hiểu không? Nghĩa là giả sử anh A anh bắt đầu transaction, anh xử lý cái data này, anh báo cho anh B biết để anh B tiếp tục cái xử lý data. Anh B anh xử lý cái data cũ của anh A xong, anh trả về lại ngược lại cái data cho anh A, anh tiếp tục xử lý. Và anh A ảnh đi commit ngay đây này đó, chẳng hạn vậy, commit ngay đây là thành công chẳng hạn vậy đi, tôi ví dụ cái flow thành công luôn. Vậy thì cái transaction mà nó nằm lững lơ ở giữa cái giai đoạn mà từ lúc mà chờ anh B anh trả về lững lờ khúc này nè, thì mình phải đánh dấu cái status của nó đang là pending, tại vì mình sẽ không biết là nó có thể thành công hay thất bại, nó phụ thuộc vào anh B đó. Thì cái việc đó nó làm cho cái sự transaction mình, nó quản lý cái trạng thái của transaction nó cực kỳ phức tạp đối với một cái hệ thống mà microservice distributed transaction ha. Đó là một bài toán rất là gọi là cực kỳ đau thương, mà nói chung là tụi tôi đã có cơ hội trải nghiệm và không muốn, không bao giờ muốn trải nghiệm một lần nữa. Rồi thì một cái nữa mà ở trong cái hình này thì các bạn có thể thấy luôn là cái hạn chế này, nghĩa là cái data nó sẽ bị duplicate, nó bị dư thừa rất là nhiều. Tại vì sao? Mỗi cái service nó sẽ có một cái chỗ để mà lưu trữ những cái data cần thiết cho service đó, thì có khả năng nó sẽ bị trùng lặp những cái data ở trong cùng cái hệ thống. Trong toàn bộ cái hệ thống mình sẽ có những cái chỗ nó bị cứ trùng lặp cái data đó hoài, cái data đó nó cứ bị trùng lặp hoài, tại vì anh này cũng cần, anh kia cũng cần. Thì ví dụ như cái anh rồ đất này đi, tôi ví dụ rồ đất này anh sẽ có một cái cục DB về về những cái sản phẩm, thì có khả năng là anh inventory anh cũng cần, rồi anh các cạc service này anh cũng cần ha, chẳng hạn vậy. Thì anh data nó sẽ bị duplicate, nó bị dư thừa.
Và thêm một cái vấn đề nữa là cái vấn đề về đồng bộ dữ liệu giữa các service. Ví dụ có các sành gì đó thay đổi một cái data ở trên một cái service A, thì làm như thế nào để cho toàn bộ những cái service này, service khác á, nó biết được cái sự thay đổi đó và nó được đồng bộ, không? Để làm sao cho một cái khi mà một cái thằng khác nó móc vô một cái service khác thì nó luôn nhận được cái thông tin mới nhất, cái data mới nhất chứ không phải là một cái data cũ, không? Đó là cũng là một cái vấn đề rất là phức tạp ở trong cái hệ thống microservice. Một việc nữa, một cái hạn chế nữa là nó rất là khó test. Một cái hệ thống mà nó nhiều cái service nhỏ với nhau rồi gọi qua gọi lại này kia, nó sẽ bị dựa phụ thuộc vào đường truyền này kia kiểu á, thì nó rất là gọi là rất là khó để mà mình có thể test được một cách toàn diện toàn bộ cái hệ thống của mình. Test từng cái service thì ok, nhưng mà mình gọi là full test cho toàn bộ hệ thống thì rất là phức tạp, không phải dễ. Thêm một cái nữa là rõ ràng là những cái service của mình mặc dù là nó loose couple với nhau, nghĩa là nó không có liên kết quá chặt chẽ với nhau, nhưng mà nó vẫn có những cái mối liên hệ, những có dependency với nhau, có nghĩa là anh này gọi cho anh kia bằng những cái API đó. Thì rõ ràng là anh, ví dụ như anh order service này, anh phải cung cấp ra một vài API để cho anh account service anh có thể gọi, hoặc là anh product service anh có thể gọi. Thì nếu như một ngày nào đó mình cần update cái anh order service này, thì mình luôn luôn phải quan tâm tới cái việc là làm như thế nào để anh có thể là compatible với những cái service mà có depend tới nó. Và rõ ràng cái việc đó là không dễ. Nếu như mà mình phải thay đổi cả luôn cả cái API đó, thì mình bắt buộc là phải mấy những anh mà có liên quan bắt buộc phải phải update theo. Còn nếu như mà mình không thay đổi đổi API thì mình phải làm sao để cho cái version mới nó phải compatible với lại cái version cũ. Thì rõ ràng cái việc đó là nó hoàn toàn nó không đơn giản một tí nào cả ha. Thì đó là những cái hạn chế mà theo cá nhân của mình nó mình liệt kê ra được ha. Nó là toàn là những suy nghĩ cá nhân thôi nha, nghĩa là có gọi là chỉ trích thì đang chỉ trích ở cái mức độ cá nhân thôi, không có dựa trên một cái lấy danh hiệu của danh tiếng của một công ty hay là một cái sản phẩm nào đó để mà chỉ trích nha. Thì tóm lại là mình phải nói là microservice thì nó là một cái kiến trúc tốt nhưng không phải hoàn hảo cho tất cả mọi bài toán, tất cả mọi project. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều, tùy vào tình hình của cái công ty đó, cái team đó, nguồn nhân lực, rồi cái độ phức tạp của cái dự án nó như thế nào. Thì mình mới quyết định là mình có nên là microservice hay là không, hay là chỉ là chơi monolithic thôi. Thì rõ ràng ngay từ đầu cái anh microservice này ảnh đã thiết kế để cho một cái dự án, một cái sản phẩm, một phần mềm mà gọi là lớn ha. Nghĩa là ngay từ đầu đối tượng của nó đã là như vậy rồi, lớn. Thì theo mình thì nó microservice này nó chỉ là cái sân chơi cho những cái anh lớn, những cái sản phẩm lớn, những công ty lớn, những cái dự án phức tạp. Giống như là tại sao là những anh giống như là Netflix hay là Amazon hay eBay đồ này kia ảnh sàn microservice được, nó từ những cái toàn những anh tay to mặt bự, có nhiều service nữa, hoàn toàn phù hợp với cái kiến trúc microservice này. Tốt, ok. Thì các anh đó anh có thể lựa chọn kiến trúc này.
Còn nếu như các bạn đang là một cái đội startup, trong tay chỉ có năm ba anh code, năm ba người thôi, mà các bạn cũng nghe nói là microservice nó ok lắm, nó là tương lai của nhân loại, nó là hòa bình thế giới các kiểu đó, rồi các bạn cũng đâm đầu lao vào đó, thì tới một ngày nào đó các bạn sẽ hối hận, tại vì ba ông code mà tới 15 cái microservice thì sẽ không có cách nào mà để cho các anh có thể gọi là maintain nổi ha. Nên là tùy tình hình và tùy cái dự án, và mình linh động triển khai nó như thế nào. Đừng nên quá cứng nhắc là lúc nào cũng microservice hay là lúc nào cũng monolithic. Đẹp nhất theo mình nghĩ nghĩa là tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà mình sẽ áp dụng. Có thể cái chỗ này là monolithic nhưng mà một cái khúc kia nó là microservice, nghĩa là trong trong âm thì có dương mà trong nhu thì có cương nhé, kiểu kiểu vậy đó. What the hell? Rồi thì video ngày hôm nay mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kế tiếp. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích, nhớ cho một like và một subscribe nha. Cần gì thì cứ comment ở phía bên dưới, nếu mình biết mình sẽ giải đáp. Xin chào các bạn.